Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà Nguyễn kể, thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra tập mới, thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Lan Chi gửi về cho Nguyễn. Em sinh năm 1997 và hiện tại thì em đang làm công việc nội trợ và em lập gia đình rồi ha. Hồi trước đây á, em làm công việc văn phòng và làm chính xác hơn là thông dịch giấy tờ, hướng dẫn thủ tục cũng như là chăm sóc khách hàng về mảng bảo lãnh, cụ thể là bảo lãnh thẻ xanh, theo diện vợ chồng bảo lãnh nhau, con cái bảo lãnh cha mẹ và gia đình đi qua bên Mỹ á. Và sự kiện tâm linh đầu tiên em được kể là nó bắt đầu vào lúc em còn nhỏ lắm các bạn, tầm khoảng học cấp 2 thôi. Thời điểm này nè, gia đình em có một cái biến chuyển á, do là từ quận 12 gia đình chuyển lên quận Gò Vấp và xong hoàn toàn thủ tục rồi, từ chuyển nhà mua bán cho đến thủ tục nhập học luôn. Và em nhớ cái căn nhà ngày xưa của mình nó nằm trong một cái hẻm đối diện chợ Hạnh Thông Tây. Và vì là ở trong hẻm nên là số nhà rất dài, em nhớ nó tới 4 sẹt luôn nha các bạn. Và nó nằm ở trên đường số 13, phường 11 của quận Gò Vấp. Và địa chỉ chính xác thì em có đề cập trong email nhưng xin được phép là Nguyễn sẽ giấu nó đi. Và theo trí nhớ của em Lan Chi, sát bên căn nhà mà gia đình em mua, nó có một căn nhà bỏ hoang. Lâu lắm rồi, không có bàn tay con người động vào nên là mọi thứ nó sập sệ mà nó cũ kỹ, sơn phết rồi nó cũng ố vàng hết trơn. Và đây nó giống như là một cái điềm vậy đó. Chưa hết đâu nha. Khi mà gia đình em mua căn nhà này nè, ba mẹ em có dẫn theo một con chó gia đình nuôi lâu năm lắm rồi để mà vào nhà xem. Và thời điểm đó do em còn nhỏ, em chưa hiểu tại sao lại như vậy, nhưng mà nếu mà mọi người có tìm hiểu về tâm linh á, thường ai mà mua nhà mới, một là trẻ con, hai là chó mèo. Nếu như mà mấy con chó mèo á, nó chạy giỡn ở trong nhà đó một cách rất là bình thường, nó không có sủa, nó không có những cái phản ứng kỳ lạ đó, thì căn nhà này về cơ bản là ở được. Và cũng giống như những cái đứa trẻ sơ sinh đó các bạn, hoặc là trẻ nó còn nhỏ nhỏ thôi, tầm khoảng 2-3-4 tuổi á, mình ẵm nó vào nhà này nè, nếu mà nó không khóc la gì, nó vui vẻ, nó cười nói bình thường thì gần như là căn nhà này không sao. Còn ngược lại đó thì chắc chắn là nó có chuyện luôn. Và cái thời điểm đó không biết là con chó của gia đình em phản ứng như thế nào nha. Tuy nhiên ba mẹ vẫn quyết định là dọn vào trong này, và nó có những câu chuyện rất là kỳ lạ luôn. Mặc dù là cô chú á, cũng làm một cái mâm cơm để mà cúng lại tại đó rồi, cúng giống như là dạng mình cúng nhà mới vậy đó, nhưng mà không có yên được các bạn. Ấn tượng ban đầu của Lan Chi về căn nhà này thì nó cũng bình thường thôi. Nó được thiết kế với 2 tầng cộng với một cái sân thượng. Từ ngoài cửa bước vào là một phòng khách nhỏ, và tiếp đến là một cái nhà vệ sinh nằm dưới chân cầu thang. Kế đó là một cái hồ cá rất là dài, có một cái bậc thềm nha các bạn. Và cuối cùng là cái gian bếp. Và cái bậc thềm này nè, mình hay gọi là bậc tam cấp á, nhưng mà nó không phải là bậc tam cấp mà nó là bậc tứ cấp. Và đây là một cái điều rất là cấm kỵ trong cái việc mà xây dựng những cái bậc thềm luôn. Lý do vì sao? Người ta quan niệm trong phong thủy âm dương ngũ hành á, số chẵn là số đại diện cho người chết, còn số lẻ là số đại diện cho người sống. Nên các bạn thấy người ta làm bậc thềm, một là một bậc, hai là ba bậc, năm bậc, bảy bậc, chín bậc, chứ không bao giờ có mà cái số gọi là cái số lẻ 2, 4, 6, 8 hết trơn á. Giống như người ta quan niệm là thiên địa nhân bao giờ nó cũng phải hòa hợp, nên đa phần nó phải là bậc tam cấp. Nhưng trong cái nhà này nha, nó là bậc tứ cấp luôn. Và thêm một điểm nữa là thường mọi người cũng ít đặt hồ cá bên cạnh cái gian bếp lắm. Giống như gian bếp là cái nơi giữ lửa, nó là hành hỏa, mà bây giờ mình lại đặt cái hồ cá thì nó là cái hành thủy, thì thủy hỏa nó sẽ rất là nghịch nhau các bạn. Và chuyện lúc đầu thì cũng không có vấn đề gì hết trơn, nhưng ở được một thời gian ngắn nha. Chính em Lan Chi này là người bị nhát đầu tiên. Em nhớ cái buổi tối hôm đó có đám tang của một chú. Chú này là ba của bạn em. Em với bạn đó là học chung hồi lớp 5, học chung trường, chung lớp. Nhưng mà chỉ một năm sau đó thôi, khi mà lên cấp 2 đó, mỗi người đậu vào một trường khác nhau, nên là cũng không có liên lạc, bạn xã giao, gặp thì cũng không hay nói chuyện, không thân thiết đâu. Chào nhau cái không thì thôi. Và hai người này thì là ở cùng một cái khu luôn.
Và ngày hôm đó em bị nhát là trong lúc bên nhà của cái bạn kia đang làm đám. Em đang nằm ở trong phòng của mình, tự nhiên nhìn ra ban công các bạn. Chính xác em thấy có một cái bóng đen rất là cao, cao lắm kìa. Và ban đầu thì em nghĩ á, chắc là do nhà bên kia họ làm đám, họ dựng rạp, cái bóng là do đèn nó phản chiếu và nó hắt vào trong phòng em vậy thôi. Nhưng khi mà em bình tĩnh em suy nghĩ lại thì thứ nhất, nhà bạn đó không phải là cái nhà đối diện mà nhà nằm cùng hướng với nhà em, thì chắc chắn là cái bóng không bao giờ nó có thể phản được theo kiểu như vậy rồi. Cách một căn nha, tức là nhà em là xong rồi tới một căn nhà của ông tổ trưởng, xong rồi mới tới nhà của cái bạn đó. Và thứ hai, nhà làm đám thì tất nhiên là có dựng rạp với có đèn, nhưng mà cũng có mời thầy về đọc kinh siêu độ. Nhà không có mở đâu, chỉ có cái tiếng kinh cầu siêu là mở suốt đêm, tiếng nói của hàng xóm và mọi người trong gia đình của cái nhà mà đang có đám tang thôi. Chứ còn tất cả mọi người ở xung quanh á, giờ đó là cũng trễ rồi, đâu có ai ra đứng giữa đường để mà làm cái gì. Cho nên từ những cái vấn đề trên em suy nghĩ lại chuyện mà cái bóng á, từ bên đám tang nhà bạn em hắt vào trước cái cửa phòng mình là chuyện cực kỳ là vô lý. Mặc dù lúc đó hơi sợ nha, nhưng mà do còn nhỏ cộng với lại cái tính hiếu kỳ á, nên là em này em mới mở cái đèn phòng lên và em ra chỗ cửa, vén cái màn ra nhìn cho nó kỹ ra bên ngoài, thì em hoàn toàn không thấy bất kỳ một cái bóng đen nào ở trên. Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi, cho nên là em lại tắt đèn ha. Em cũng thử đi ra cửa kéo rèm ra, nhìn ra bên ngoài cũng không thấy bất kỳ cái gì hết, chỉ có mỗi cái xào phơi thôi. Lúc này nè, gần như là em an tâm. Nhưng khi mà em vừa bước tới giường á, quay đầu nhìn lại ra cái phía ban nãy, thì cái bóng đen đó xuất hiện từ lúc nào rồi các bạn. Khỏi phải nói, quá là sợ luôn. Nên là em có lay bà ngoại lúc đó là đang ngủ chung với mình dậy. Bà ngoại tuy lớn tuổi rồi nhưng mà là người ngủ rất là sâu luôn, chứ không phải là dạng dễ thức đâu. Khi mà em lay bà mình được rồi, em kêu với ngoại là bà ngoại ơi, con thấy ma đứng ngoài kia kìa. Thì do cũng mệt á, với lại nghĩ chắc chóng mình nhìn lộn thôi, nên bà ngoại có kêu là thôi giờ con đọc kinh đi rồi đi ngủ, mai còn đi học nữa. Nhưng với một cái cô bé mà còn nhỏ tuổi như em, kinh kệ một chữ bẻ đôi còn không thuộc, người lớn chưa chắc thuộc chứ đừng nói chi mà nít. Em chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy nhiên cái bóng nó không hề tha cho em đâu nha. Nó tiếp tục á, hồi nãy là nó chỉ đứng yên một chỗ thôi, nhưng mà bây giờ người ta lướt qua lướt lại, lướt qua lướt lại. Cái bóng nó in rõ ràng trên cái cánh cửa đó, chắc chắn em không thể nào nhìn lầm được các bạn. Cứ lướt qua lướt lại liên tục như vậy, cho đến khi mà gà gáy trời nó gần sáng rồi, thì cái bóng nó mới biến mất. Lúc này mẹ của em có vào phòng và kêu em dậy đi học ha. Nhưng mà em thức cả một đêm quá mệt, em mới kêu mẹ là mẹ ơi con không được khỏe, năn nỉ là cho em nghỉ học một buổi đi. Thì cô hỏi lý do tại sao như vậy, thì em mới kể ra cái câu chuyện vừa rồi. Em kêu là em gặp ma, em có nói với bà ngoại nhưng bà ngoại không tin, con sợ quá ngủ không được nên là thức tới sáng luôn. Và trước tình cảnh đó, mẹ của Lan Chi có nói là con nít suy nghĩ bậy bạ thôi chứ có cái gì đâu, bây giờ á con đi ngủ đi, khi nào dậy thì ăn, nếu mà ở trong nhà không có đồ ăn á thì nói để mẹ chở con đi mua nha. Và thời điểm này nè, nói về gia cảnh của gia đình em chút xíu. Không phải là giàu có gì nhưng cũng gọi là khá giả đó, gọi là đủ ăn, đủ mặc, có dương chút đỉnh. Gia đình cũng không chật vật gì đâu. Và từ sau cái lần đó, may mắn là em không thấy tâm linh thêm bất kỳ một lần nào nữa, và hiện tượng tâm linh quỷ dị xảy ra trong gia đình em khi mà em lên lớp 9. Đây là khoảng thời gian đỉnh điểm và em bị nhiều nhất luôn. Như mọi lần, em này em yếu vía lắm, em có cái căn hay sao, cái căn cơ, cái sợi dây kết nối với lại thế giới tâm linh á, lúc nào có chuyện em cũng gặp đầu tiên hết trơn. Trong khoảng thời gian đó, em phải thức khuya học bài ôn thi cuối cấp, luyện đề thi tùm lum hết trơn á. Và em học trường chuyên nên việc giải đề rồi hôm sau nộp cho thầy cô kiểm tra, đó là một chuyện hết sức là bình thường. Và chính vì vậy em ngủ trễ lắm các bạn. Và mỗi lần ngồi học em hay nghe cái âm thanh á, lục đục ở dưới bếp, giống như là cái tiếng động khi mà mẹ với lại bà ngoại em xuống bếp tìm đồ ăn hoặc là dọn dẹp. Mà ngộ lắm nha, nó chỉ xảy ra vào lúc đêm khuya thôi, nhiều tới mức em không nghĩ đó là chuyện tâm linh đâu. Nhưng khi mà con chó gia đình của em nuôi thường xuyên có những cái biểu hiện á, nó sợ lắm các bạn. Nó không có dám ở khu vực chung ở ngoài quá lâu. Ví dụ nha, nếu mà nó không ở trong phòng em thì nó cũng sẽ ở trong phòng của ba mẹ em, chứ tuyệt nhiên
phòng khách, phòng bếp, hành lang không bao giờ con chó nó dám mở. Và mỗi lần mà em nhốt nó ở ngoài á, em để ý thấy cái biểu hiện của nó lạ lắm. Cái mặt của nó sợm, nó kêu ử. Thì ghê lắm kìa. Và bẵng đi một thời gian ngắn sau đó, đột nhiên những cái âm thanh vào buổi đêm đó hoàn toàn là nó biến mất. Em không nghe thấy nữa. Nhưng có hai lần em nghe tiếng mèo kêu. Em không rõ là con mèo gì, nhưng mà em khẳng định lại là lần đầu tiên em nghe cái tiếng mèo mà nó giống như là tiếng con nít khóc gì đó. Cảm giác nó ma mị, nó ghê rợn. Và thêm mấy đợt đó nữa các bạn, em học hành rồi cũng áp lực, nói chung là cũng nhiều vấn đề xảy ra khiến cho cái phần tâm lý của em rất là yếu. Em nghe cái âm thanh đó mà em cứ suy nghĩ lung tung hoài à. Cộng thêm một cái là máy lạnh trong phòng của em bị hư, rèm cửa sổ thì bị rách, cho nên là mẹ em á mở hẳn cái cửa sổ ra cho em được ngủ nó mát hơn. Và chính vì cái điều này nè, lại khiến cho em sợ càng thêm sợ và em khó ngủ cực kỳ. Tại vì đóng lại thì nó nóng quá, và mở ra thì em hay nghĩ có nhiều cái nó lung tung á. Giống như mình đang nằm xui xui cái nha, nhìn ra cửa sổ tự nhiên thấy có ai đang lướt ngang qua, thì em này em cũng nghĩ y chang như vậy. Cho nên là trong cái khoảng thời gian này nhiều thứ xảy ra với em lắm. Chính vì mà em chịu không nổi á, nên có lần em nói với mẹ của em là về những cái thứ mà em gặp. Thì sau một cái khoảng thời gian mà cứ nói đi nói lại vậy, ban đầu thì mẹ cũng giấu nha, nhưng sau thì mẹ kêu á. Nói thiệt cái con là mẹ cũng nghe thấy, nhưng mà không giống con. Mẹ không nghe tiếng mèo đâu, mà mẹ nghe hẳn tiếng trẻ con nó khóc, khóc rất là lâu luôn. Mà chỉ buổi khuya mới nghe thôi, cứ khuya là nghe, khuya là nghe. Và rất là lâu sau này các bạn, khi mà mẹ của em có kể lại cho một cái cô người quen đó, thì cô đó cũng kêu là chắc chắn là nhà của chị có chuyện rồi, con gái nó còn nói như vậy nữa, thì sao chị không mời thầy về để mà giải quyết đi. Thì cô có nói là lúc đó cô nghĩ là chỉ một mình cô nghe thôi, và cô cũng không biết mời ai, thỉnh ai về để mà giúp. Tại vì nó nghe như vậy thì cũng rất là lâu rồi, và bản thân cô thì cũng không có quan tâm đến việc thầy bà gì. Cô không rành là một chuyện nè, thứ hai là cũng chưa tìm được thầy nào cao tay bị đó, giờ cũng dạng đi coi bói nhiều á, nhưng mà thấy là người ta cũng có tào lao mà, nên cô nghĩ là thôi chả tin được ai đâu. Và cô thời điểm này á, cô cũng bị một cái chứng là cô mất ngủ các bạn, và cô bị lờn thuốc Panadol, cứ đau đầu là cô uống. Và đỉnh điểm một ngày cô uống tới 6 viên Panadol, làm gần như dạng một vỉ nhỏ vậy đó, là chuyện bình thường. Nên là cô mặc định trong đầu đó là triệu chứng của cái việc lạm dụng thuốc, kiểu là nghĩ bản thân mình không tỉnh táo, nên là thôi cô cứ bỏ qua như vậy, mặc dù chắc chắn nó là cái chuyện tâm linh luôn. Và minh chứng rõ nhất á, là trong cái thời gian này nè, gia đình của em Lan Chi trục trặc dữ lắm. Chính xác hơn là ba của em ngoại tình, bỏ đi theo gái vài năm thì mới về nhà một lần, cho nên là cô trở thành trụ cột chính trong nhà. Tất cả những cái chi tiêu trong gia đình là cô này cũng nắm hết, tài sản vàng, thậm chí nhà cửa, ông bà ngoại và bà dì của em này nè, là đều sang tên cho cô đứng, cô nắm mọi quyền sinh sát tiền bạc. Cho nên trong thời gian đó, cô bị người ta dòm ngó và nảy sinh một cái kế hoạch là sẽ lừa gạt tiền bạc của cô này. Bị gạt như thế nào á, thì cô không nói rõ cho con cái, chỉ biết một điều là phá sản nha các bạn. Vay nợ xung quanh, đồ mượn trả không có nổi luôn, nhà cửa xe cộ nè bán sạch sẽ để mà trả nợ cho người ta, nhưng không trả hết, tại vì cái số tiền nợ nó khổng lồ quá đi. Thậm chí các bạn tin không, tiền điện trong nhà đóng còn không nổi nữa, nên là bị người ta cắt luôn. Chủ nợ nè, xong rồi giang hồ nè, nó tới nó phá, xong rồi kiếm như cơm bữa vậy đó. Và thời điểm đó thì em nè, em cũng vô tư lắm, em không biết. Và mãi sau này lớn lên thì mẹ mới mạnh dạn và kể cho em nghe đầu đuôi về cái hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào. Và từ sau khi gia đình gặp biến cố nè, xảy ra chuyện lạ nè, cô thì phá sản nè, dẫn tới cái kết quả là hai mẹ con của em này trốn đi trong đêm. Em nhớ cái lúc đó là khổ lắm nha các bạn. Tay em á, thì ẵm theo con chó, một tay còn lại thì kéo theo cái vali. Cứ thấp thỏm em đi trước, mẹ của em đi sau. Và cuối cùng là hai mẹ con ngay trong đêm trốn từ Sài Gòn về Tây Ninh. Và may mắn là được bà dì trong gia đình cứu giúp. Bà dì này nói kỹ hơn là bà ngoại của em Lan Chi có một người em gái ruột. Mẹ của em theo vai thì gọi là bà dì, nhưng mà em thì gọi là bà. Và có thời gian gia đình của em được cưu mang và bà này là thứ ba, nên là em gọi là bà ba ha. Và bà ba đó là theo đạo Cao Đài, tu có chức có vị hẳn hoi, tuy nhiên là không có cao thôi. Và nhà của bà như Nguyễn mới kể là cũng đã từng sang tên,
cho mẹ của em Lan Chi rồi. Và lý do sang tên được vì trên giấy tờ đó, bà ba với mẹ của em Lan Chi là mẹ con nuôi. Và chính vì như vậy nên là ngân hàng họ cũng tới để họ xem, họ xiết xong rồi họ bán để mà họ trả nợ, trả lãi đồ này kia đó. Và sau khi mà mất nhà rồi thì bà ba bà có vào chùa, xin lỗi là vào tòa thánh chứ, để mà bà nương tựa. Và cũng có thể để mà bà tiếp tục cống hiến cho bên đạo. Và do có chức tước có vị trí nhất định, cho nên là bà được người ta cấp cho một căn nhà nhỏ cấp 4 phía đằng sau tòa thánh ha, rất là gần và tiện luôn. Và bà ba đó thì cu mang hai mẹ con của em Lan Chi. Bà có nói như vậy mà em nhớ hoài luôn. Bà cu mang vì thương là em Lan Chi còn nhỏ, khổ thân lắm. Mẹ của em phá nè, xong rồi cục khờ nữa, bị người ta lừa gạt nên là bà mới nuôi em phụ cho mẹ, cho mẹ bớt cực. Chứ nếu mà chỉ có mình mẹ em á thì bà mặc kệ luôn, để cho tự sinh tự diệt. Và mãi về sau này các bạn, theo như em tìm hiểu thì em mới biết á, là cái căn nhà trong gia đình của em mua ở Gò Vấp á, là nó bị dính bùa, cụ thể hơn là dính bùa lỗ ban. Lúc đầu á, lá bùa này sẽ cho gia chủ ngôi nhà đó có lộc nè, nhưng mà sau thì lấy lại rất là nhanh luôn, điều khiển khiến cho gia chủ nhẹ thì nợ nần, nặng á, thì nghiệp quật chết hết. Và có lẽ nhà em ai cũng theo đạo, và trong nhà có thờ gia tiên cúng bái đều đặn không có bỏ sót, nên là được ông bà phù hộ, ông bà gánh cho, nhưng mà chỉ gánh tới cái mức độ đó thôi nha. Lá bùa nó quá mạnh đi, ông bà cũng không thể nào mà đỡ đần cho được hết. Và hồi trước thì em có trách mẹ của em nhiều lắm, nhưng mà sau này khi mà đủ lớn rồi, lập gia đình, nghe giảng Phật Pháp nhiều hơn, thì em suy nghĩ nó thoáng và em hiểu, em thông cảm. Chắc là kiếp trước em và gia đình của em tạo nghiệp nên là kiếp này phải trả. Vì vậy bây giờ em xem mọi thứ xung quanh rất là hoan hỷ và tùy duyên. Và nói sâu hơn về cuộc đời của em Lan Chi này, như người ta thường nói và trong những cái câu chuyện mà Nguyễn Nguyễn đã kể đó, mỗi lần mà ai mà bị chết hụt nha, tưởng là thập tử nhất sinh bước một chân qua cửa tử rồi đó. Nếu may mắn sống sót thì người đó sẽ được mở con mắt âm dương, và thường nó sẽ có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại cõi bên kia. Nhưng mà em Lan Chi á, em không có bị như vậy, nhưng mà cái khả năng của em á, nó tự có và càng ngày nó phát triển vững chắc hơn theo thời gian. Và như hiện tại nè, nếu em không nằm mơ thì thôi, chỉ cần nằm mơ thì chắc chắn sẽ xảy ra 100%, chỉ là tức thì hay là vài ngày, hoặc chậm nhất là vài tuần nó sẽ xảy ra. Và hồi đầu tiên mà em nhớ được á, lúc đó là em học năm nhất trung cấp y. Em nằm mơ cũng ngắn thôi các bạn. Em thấy là có hai vợ chồng đang rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng này nhìn mặt rất là quen nha, nhưng một thời gian sau á, giống như trong cái giấc mơ mọi thứ, cái quang cảnh nó chuyển biến rất là nhanh luôn. Thì em thấy là người chồng á, tự nhiên chết các bạn. Mới giây trước còn hạnh phúc, qua giây sau cái là cãi nhau, và tiếp nữa là người chồng chết nằm trong cái quan tài luôn. Thì lúc em giật mình em tỉnh dậy á, em không hiểu lý do vì sao hết trơn, nhưng vài ngày tới em nghe tin là cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của em, chồng của cô đó chết. Thì khi này em nhớ lại đúng rồi, cái hình ảnh đó chính là hình ảnh của ông chồng, người cô chủ nhiệm cấp 3 của em. Trong giấc mơ á, thì mọi thứ nó mờ nhạt, em chỉ cảm giác nó rất là quen thôi. Nhưng mà khi nghe tin thì em nhớ là em khẳng định chắc chắn là như vậy, là mình nằm mơ mình thấy ha. Lần tiếp theo, lúc này là em có người yêu rồi. Cái bữa đó em nằm mơ thấy em làm đám cưới, nhưng mà em thấy là mẹ em á không có ngạc nhiên, mà bà con họ hàng đến chung vui thì người ta rất là bất ngờ á. Giống như tự nhiên cái đang yên đang lành, cái nhỏ này nó mời cưới thì điên vậy thôi. Em không nhìn được chú rể là ai, em cứ cố ngước lên em nhìn. Nhưng mà tới cái phần cổ á các bạn, người ta cố tình không có cho em thấy hay là sao đó, chỉ cho em biết nhiêu đó thôi. Và em có kể câu chuyện trong mơ cho mẹ của em nghe, thì mẹ chỉ hỏi là con có muốn cưới chưa. Em trả lời mẹ mình là không, tại vì thật tình thời điểm đó là em không có ý định tiến tới mối quan hệ hôn nhân với cái người bạn trai hiện tại ha, vì rất là nhiều những cái lý do khó nói. Nên là đâm ra em không đủ yên tâm để coi người này là người cuối cùng, là bến đỗ của cuộc đời em. Và tụi em cứ như vậy quen nhau á, sau một năm thì chia tay. Và sau khi chia tay vài ngày, người bạn trai cũ có chủ động nhắn tin với em Lan Chi. Và lúc đó không biết sao mà em còn lụy, em vẫn có hy vọng để mà cơ hội quay lại với nhau đó. Nhưng mà sau 3 ngày trò chuyện qua lại, tự nhiên buổi tối hôm đó em nằm ngủ, em nghe rõ ràng có giọng của một người đàn ông nói vào lỗ tai của em rằng: chia tay rồi thì thôi đi. Giật mình nha, em nhìn xung quanh thì không thấy ai hết, và em biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng em không sợ đâu, rất là thản nhiên và bình thường.
Em hiểu rõ ràng là bề trên chắc là sang tay sang lời muốn nhắc nhở cho em á. Cho nên là em hoàn toàn cắt đứt toàn bộ liên lạc với người yêu cũ, quyết định chia tay là chia tay, không có suy nghĩ, không có tơ tưởng, không có còn hy vọng gì nữa. Và bẵng đi một thời gian sau, em có tìm hiểu với một người mới cũng là chồng hiện tại của em nè. Lúc này, em nghĩ nhiều về chuyện tâm linh lắm, tại vì từ khi em biết em có những cái khả năng như vậy đó, em quen ai cũng khó, kiểu bị chia tay đột ngột rồi mọi thứ nó cứ trắc trở, không rõ lý do tại sao. Không vì những cái mâu thuẫn này rồi cũng mâu thuẫn kia, chuyện bé xé ra to như có ai khiến vậy các bạn. Và có đôi lúc em nghĩ nha, em bị duyên âm, tại vì quen ai nó cũng không suôn sẻ hết trơn. Lúc đầu là như vậy thôi, nhưng mà sau này em tự ngẫm nghĩ và em tự nhìn sâu vào bên trong mình á. Em hiểu rõ bản thân em là một đứa có căng, có cái sợi dây kết nối với lại thế giới vô hình. Thì những người em gặp chắc không phải là những người tốt, không phải là những người phù hợp. Cho nên bề trên họ mới khiến như vậy, để em không đi quá xa với những cái mối quan hệ đó. Giống như kiểu là gia tiên cũ huyền đang chọn dâu, chọn rể cho mình vậy thôi. Chứ hoàn toàn không phải là duyên âm cái gì đâu. Và quay trở lại cái giấc mơ mà em thấy là mình đám cưới đó các bạn. Không hiểu sao khi mà em quen chồng em bây giờ, mới gặp á, tầm được vài tháng thôi, em đã xác định anh này là người cuối cùng của cuộc đời em rồi. Em không có ý kiến, em không phải lăng tăng, nói chung là em không có bất kỳ một cái hoài nghi gì về cái mối quan hệ này hết. Và lúc đó thì bà ba là cái người mà cu mang mẹ con em á, cũng ưng cái người này, cũng chịu liền luôn. Và trong lúc mà gặp gỡ qua lại nói chuyện thì bà ba cũng có giống như là kiểu giao cháu gái của mình cho cái anh này đó. Thì em mới thở phào, em biết là mình không có chọn nhầm rồi. Tại vì trong gia đình nha, bà ba rất là khó tính luôn. Tuy nhiên vì bà tu nên là bà thấy được rất là nhiều chuyện dị thường. Có thể là nhìn trước và cảm nhận được tương lai đó, nên là em nể bà ba lắm. Tuy là phụ nữ nhưng mà bà rất là mạnh mẽ và bà cực kỳ giỏi giang luôn. Và nói thêm về bà ba chút xíu nè. Thời còn trẻ đó, bà là giáo viên dạy anh văn. Trường ngày xưa mà bà hai dạy bây giờ nó là trường trung học phổ thông, trường chuyên gia đình ha. Và thậm chí bà còn đào tạo cho lứa học sinh giỏi môn anh văn nữa. Nói chung cả đường đời và đường đạo của bà, ai trong dòng họ cũng nể và phục hết. Chính vì vậy mà bản thân em Lan Chi luôn luôn khát khao được như bà, biết và thông tuệ mọi thứ. Và nhiều lần á, bà ba hay coi cho em, nói rằng là em có căn duyên với nhà Phật, có tính Phật. Và kiếp trước em đã từng tu tập rồi. Và bà kêu là em có người theo, nhưng mà không phải theo để phá đâu, mà theo để mà bảo hộ cho em đó. Và trong gia đình có một cái vấn đề nữa là ba của em á, cái thời mà chú chưa mất, nói ra thì nó hơi buồn ở chỗ là chú mất vì tự tử các bạn bằng thuốc trừ sâu. Thì bà ba có nói là em có thần thổ địa theo sau. Và sau này khi mà ba của Lan Chi mất rồi thì bà ba lại kêu á là có thêm ba của mày đi theo nữa. Nó thương mày lắm, không theo độ cho mày thì theo ai. Nhưng mà sống nó tệ, mày ghét nó thì nó biết vậy, nhưng mà nó vẫn thương, nó vẫn theo, nó giúp mày. Và lúc mà em làm đám cưới rồi nha các bạn, lúc đó thì bận quá đi nên là em chưa có nhớ kỹ đâu. Nhưng mà sau này khi ngẫm lại nha, em thấy cái giấc mơ ngày xưa của em đúng y chang luôn. Đầu tiên là việc mẹ em không hề ngạc nhiên gì hết trơn. Lý do là người chồng lúc mà còn là bạn trai đó đã ngỏ lời cưới em vài lần rồi, nhưng mà mẹ của em từ chối. Và sau thì bà ba chịu gả, cho nên là mẹ cũng gả luôn. Bà ba có kêu á là tụi nó thương nhau gả đi chứ giữ con mày làm chi. Và mọi người ở xung quanh trong dòng họ thì rất là ngạc nhiên, tại vì á họ nói chung là không ai nghĩ là em sẽ cưới cái anh này đâu, cứ nghĩ là quen vậy thôi. Với lại thêm một vấn đề nữa là em không có thân thiết với họ hàng lắm, cho nên là việc riêng tư của em người ta cũng không có rành, và em cũng không có hay show off nhiều trên mạng xã hội nữa. Gia đình của em, mọi thứ nó cũng tương đối là bình thường, cho đến một khoảng thời gian sau thì bà ba qua đời. Bà linh lắm nha các bạn. Lúc mà mới mất á, chồng em có chở em về để mà phụ cho gia đình lo chuyện hậu sự cho bà ba. Và tối hôm đó ngủ lại nhà thì bà có về cho chồng của em thấy. Bà còn dặn chồng em là làm gì bà cũng biết hết đó. Ý của bà là không được đối xử tệ với cháu bà, nếu như mà có là bà về bà trách cho. Và cộng thêm một điểm nữa là chồng của em Lan Chi này nào là sợ ma lắm nha các bạn. Cho nên gặp bà một lần á là ông này ông tởn luôn. Mỗi lần về Tây Ninh là thuê khách sạn bên ngoài ngủ, còn không thì về trong ngày, chứ không bao giờ dám là ở lại như là cái hôm mà làm đám tang nữa. Và sau khi mà cưới được tầm khoảng 2-3 năm đầu tiên thì cái người đó, cái người chồng của em Lan Chi có ở rể ha. Tuy nhiên sau này thì hai vợ chồng dọn ra riêng được
tới cái thời điểm mà em gửi mail cho Nguyễn Nguyễn là được khoảng 1 năm rồi. Ở khu vực Tân Phú, nhưng mà gần Aeon Mall Celadon Tân Phú á. Và lúc mới vừa dọn vào căn nhà này nè, thì em bị hành sốt và em bệnh, giống như kiểu là em bị kiệt quệ dậy, không có muốn nổi luôn. Mà sau cái trận bệnh đó, em lại có một cái giấc chiêm bao. Em thấy là cửa phòng của hai vợ chồng á, tự nhiên nó đột ngột nó mở từ hồi nào rồi, giống như kiểu bị đánh thuốc mê mà ăn trộm vô trong nhà vậy đó các bạn. Nhưng mà lạ lùng một cái là không bị mất thứ gì hết trơn nha. Em nhớ rõ ràng là trong cái giấc chiêm bao đó, em cứ đi qua đi lại, em xem xét rất là kỹ, đồ đạc còn y nguyên không bị mất gì. Và không phải một lần đâu, rất là nhiều lần luôn. Thì cuối cùng câu chuyện nó thành sự thật sau một tuần. Chỗ tụi em thuê ở là chung cư mini, bãi giữ xe chung, ra vào thì nó có vân tay. Bữa đó em dậy sớm đi làm trước chồng của mình, thì em thấy cửa chỗ cái bãi xe ai đó đi mà không đóng lại nha, nó mở ra toang hoang luôn. Em mới chạy ra, em vội xem xe hai vợ chồng và mọi người như thế nào, thì thật là may mắn là nó vẫn đủ ha. Và lý do em biết do là cái chỗ em ở đó, cái người chủ này xây rất là ít, kiểu như tầm một chục phòng cho thuê vậy thôi, cho nên là hàng xóm có ai đi xe màu gì là em biết hết. Người chủ này tuy là kỹ tính nhưng mà rất là thoáng và rất là tử tế đàng hoàng luôn. Vì vậy chỗ mà vợ chồng em ở trộm vía rất là an ninh nè. Hàng xóm cũng ý thức, cho dù có mở tiệc, có hát karaoke, tầm gần 10 giờ tối là tắt hết rồi, do có một đội những cái anh chú dân quân đi tuần mỗi đêm, mỗi ngày. Với lại khu phố này nó nằm sát bên ủy ban phường nữa, cho nên là cực kỳ là yên tâm. Mặc dù là giấc mơ, em nghĩ là chắc là cũng bị ăn trộm vô này kia đó, nhưng may mắn thật ra nó xảy ra trong thực tế thì nó không tới mức như vậy ha. Và thêm một cái giấc mơ về sau này nữa, nó minh chứng cho việc là em có căn duyên với nhà Phật như bà ba em từng nói. Chuyện là lúc đó vợ chồng em chưa nghĩ đến việc là sẽ lập một cái bàn thờ Phật trang nghiêm đâu, tại vì mới dọn tới nhiều thứ phải sắp xếp phải lo lắm. Trong một cái buổi tối hôm nọ, cũng như mọi lần, em đang ngủ thì tự nhiên em giật mình dậy. Em nhìn qua cái tủ quần áo á, em thấy có một ngài rất là cao nha, ngài màu vàng, hào quang tỏa từ đầu đến chân luôn. Đầu ngài trọc lóc và các bạn không có tóc, nhưng mà ngài chỉ xuất hiện đúng tầm có khoảng 1-2 giây rồi biến mất thôi. Và sáng ngày hôm sau lúc mà tỉnh dậy đó, em có kể cho chồng nghe. Và từ sự vụ này, hai vợ chồng quyết định là sẽ lập nên một bàn thờ Phật trang nghiêm. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà đầy đủ lắm, có đèn, có nhang, trầm, trái cây, bông hoa, đồ, cũng nói chung là cũng rất là thành tâm. Giống như kiểu hai vợ chồng nghĩ đó, các ngài về chỉ điểm xem cái chỗ này chắc chắn là cái chỗ nơi lành, phù hợp với hai vợ chồng rồi. Và cũng giống như kiểu là đúng khơi dậy cái Phật tánh trong hai vợ chồng vậy đó. Và sau cái lần đó, tụi em đã có một cái gọi là một cái bàn thờ tượng của Đức Phật A Di Đà nè. Chưa có duyên thỉnh đủ đâu, tại vì bàn thờ nó cũng nhỏ, cũng hạn chế đó. Và thêm nữa, có một bức tranh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni treo trang nghiêm ở khu vực cao ha, hướng ra cửa chính. Và đi đâu hay làm gì cũng nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ông xã của em Lan Chi đó thì hay niệm là Om Mani Padme Hum. Vợ chồng em cũng siêng nghe giảng Phật Pháp lắm. Và do thêm nữa là ông xã của em làm đầu bếp cho nhà hàng chay, nên cũng giống như là ăn chay trường các bạn. Một tháng đó thì chay 26 ngày, 4 ngày ăn mặn. Chưa có trường chay được do chồng em cần đồ mặn để mà hồi lại sức sau những ngày nhà hàng người ta bán ngày mùng 1, mùng 2, 15, 16 đó. Rất là vất vả luôn. Chồng ăn chay, tất nhiên là vợ cũng ăn chay theo. Tuy là chưa có duyên để mà trường chay hẳn, nhưng mà tụi em đã đang hành và làm cái việc đó một cách vui vẻ, tự nguyện và hoan hỷ. Và sau khi mà em nhìn thấy các ngài về đó, mọi thứ nó xoay chuyển và nó thay đổi khá là rõ ràng. Em luôn hoan hỷ và tin vào bề trên, tin vào cái mối duyên lành này, và thêm tin vào khả năng nhìn thấy trước được tương lai của bà ba mình. Và cộng thêm đó là cái khả năng thấy trước được sự việc của em, luôn luôn hành mọi việc, mọi thứ trong cuộc đời này trên cái tinh thần á là thiện nguyện ha, cố gắng là làm phước tích đức để mà vun bồi cho cái tương lai về sau nó được tốt hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Và câu chuyện này cực kỳ là rùng rợn nha các bạn. Câu chuyện này của một người em tên là Thư gửi về cho Nguyễn Nguyễn. Em chia sẻ sự vụ đã từng xảy ra ở quê hương của em là Đầm Dơi, Cà Mau. Hiện tại thì gia đình em đã chuyển lên Sài Gòn định cư và làm việc. Và dù không sống ở quê nữa nhưng vẫn còn nhiều ám ảnh với em mỗi khi mà nhớ lại. Câu chuyện này đó, Nguyễn sắp kể ra đây là một chuỗi những cái sự việc có liên quan đến bến tàu Đầm Dơi. Bến tàu Đầm Dơi,
Trước những cái năm 2000 á các bạn, nó rất là nhộn nhịp luôn, buôn bán tấp nập, người dân ở Cà Mau nói riêng hay những cái tỉnh miền Tây sông nước nói chung đều buôn bán và cả sinh sống trên ghe, trên xuồng. Và hình ảnh bà con ven sông mua bán giao thương, thêm vào đó là phương tiện di chuyển đường thủy cũng rất là thịnh hành đó. Và bến tàu cũng là nơi tạo điều kiện cho người dân có kế sinh nhai. Từ buôn bán hàng hóa, xung quanh bến tàu lúc nào cũng như là thiên đường ẩm thực vậy đó. Thanh niên trai tráng đến các chú, các bác trung niên còn có thể làm nghề đưa đò dọc, đưa đò ngang, giống như kiểu xe ôm truyền thống hoặc là xe ôm công nghệ như bây giờ nè. Thậm chí di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì không có xe dịch vụ 45 chỗ như hiện nay đâu, mà sẽ di chuyển bằng tàu, cũng có hơn 30 chỗ ngồi. Và nhộn nhịp là vậy, phồn thịnh là vậy, nhưng từ khi gánh chịu cái chuỗi bi kịch xảy ra cùng với sự phát triển của giao thông đường bộ đó, đã làm cho bến tàu ngày nào là trung tâm giao thương của tỉnh, nó trở nên hoang tàn đổ nát lắm. Nhìn bây giờ nó không khác gì một cái bãi tha ma hết các bạn. Ngày xưa thì hàng quán thức ăn nè, nhìn nó ê hề như vậy, nhưng bây giờ chỉ còn mùi nhang khói nghi ngút, mùi tanh nồng của cống rãnh với lại xác chết động vật. Ngày xưa người nhộn nhịp qua lại mua bán, bây giờ còn thấy là giấy tiền vàng mã, những cái hình nộm nè, túi nhựa rác rưới và cái mùi hôi kinh khủng mỗi khi mà gió nó nổi lên. Và câu chuyện tâm linh ở đây bắt đầu vào một cái đêm tầm khoảng hơn 8 giờ tối. Ở quê thì các bạn biết giờ đó hầu như là người ta đi ngủ hết rồi. Và khu vực bến tàu này chia làm hai bên bờ. Các bạn có nghe cái câu dưới miền Tây là dòng sông bên lỡ bên bồi ha. Ở bên khu vực bến tàu là cái bên bồi và nhà em nằm ở phía bên bờ bên này là bên lỡ. Cách nhau một cái con sông rất là lớn nhưng mà vẫn nhìn thấy rõ được từ bên này nhìn qua bên kia ha. Và thời điểm đó nhà em cũng tắt đèn đi ngủ, mọi chuyện đang rất là bình thường. Thì tự nhiên nghe một cái âm thanh rất là lớn và hỗn tạp từ tiếng của nhiều người, người ta la ý ới không có rõ chữ. Và khi mà lắng nghe kỹ lại thì chỉ nghe mỗi một từ thôi là cứu, cứu của ai đó phát ra từ phía bờ bên kia. Và tiếng ồn đó mỗi lúc càng ngày càng lớn. Cho nên là gia đình em không hiểu chuyện gì mới vội vàng chạy ra trước. Nhìn từ bên đây bờ là màn đêm tịch mịch lắm, duy nhất chỉ có cái điểm sáng ở khu cái bến tàu thôi. Giải thích một xíu ha, ở bên đó là luôn luôn sáng đèn vì thỉnh thoảng sẽ có tàu đánh cá đi biển về. Và em thấy là người ta tụ tập rất là đông và hướng ánh mắt tập trung xuống dưới cái dòng sông á, đen ngòm mà đang chảy xiết kinh khủng. Em nghe được những cái câu á, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, chắc trôi rồi không còn ở chỗ đó nữa đâu, lấy cái vỏ lãi đi. Và nghe tới đây, mọi người đoán chắc chắn là có ai đó đã rớt xuống dưới nước rồi các bạn. Và tới tận sáng ngày hôm sau, em mới hiểu ra vấn đề thì ra là tối ngày hôm qua đó, có một cái người phụ nữ tự tử ở ngoài bến tàu. Và ai cũng bàn tán chuyện chấn động này hết trơn á. Và với nhiều luồng ý kiến, người thì tiếc thương vì biết cái người đó, đó tự tử khi mới còn có 20 tuổi à. Và cũng có người trách móc tại sao lại xem nhẹ mạng sống của mình như vậy. Nhưng sau thời điểm này không lâu đâu thì sự thật mới được vỡ lẽ ra. Cái người phụ nữ đó mất không phải là vì tự tử đâu các bạn, mà chết do có người xô xuống dưới nước. Và không ai khác, cái người xô chính là cô bạn thân đi cùng. Chuyện là như vậy nè, có một nhóm bạn 3 người quê ở Sóc Trăng, gồm có 2 cô gái trẻ là bạn của nhau và một người bạn trai của cô gái mà chết ở dưới nước đó các bạn, cùng nhau đi chơi và có thuê khách sạn ngủ qua đêm ở gần bến tàu. Tối ngày hôm đó, anh Đạt là người con trai duy nhất trong nhóm, là người yêu của chị An ha, đang ngồi nhậu ở gần bến tàu. Thì người phụ nữ còn lại các bạn tên là chị Phương. Chị Phương này mới rủ chị An á, là An ơi, bây giờ không mấy mình ra bến tàu chơi đi, nghe nói ban đêm thì cũng đẹp lắm đó. Lúc đầu chị An chỉ từ chối do trời nó tối quá rồi, nhưng sau một hồi thuyết phục á thì chị An cũng đồng ý cùng với chị Phương, hai người con gái ra ngoài ngay chỗ cái bến tàu. Thì bất giác các bạn, bà Phương này nè, bà đẩy một phát cô bạn thân của mình từ trên bờ lao đầu xuống dưới dòng nước. Và chị An chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh, xong rồi im bặt luôn. Chỉ còn lại những cái tiếng truy hô, kêu cứu và nhố nháo của một số người ngồi nhậu hay là ngủ tại khu vực bến tàu. Và khi mà cơ quan điều tra, người ta bắt đầu người ta lấy lời khai á, thì bà Phương này bà mới nhận là đúng là bà đẩy cái chị An kia xuống sông chỉ vì cái lòng đố kỵ, do là chị An á, là con gia đình khá giả lại rất là xinh đẹp. Nói chung là bà Phương này bà cảm giác rất là thua thiệt cô bạn thân của mình vì ghen ghét mà dẫn đến tội ác như vậy. Và riêng phần của chị An nha, khi mà chị ngã xuống sông á, chị đâu có biết bơi đâu,
Về đêm nước nó chảy xiết nữa. Đến những người sinh sống lâu năm tại khu vực này, người ta còn nhìn thấy, người ta còn ngại nữa, nói chi là một người không có biết bơi. Và để trục vớt tìm xác của chị An này không có quá khó khăn đâu. Vào sáng ngày hôm sau, khi mà gia đình cùng với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm á, thì người ta phát hiện là xác của chị vướng vào cái hàng đáy ở trên sông. Và bẵng đi một thời gian sau cái câu chuyện chấn động đó, người dân cũng trở lại sinh hoạt bình thường. Và lúc này có một anh, ảnh tên là anh Minh, ảnh làm nghề chạy đò dọc trên sông đó, và đang ngồi nhậu với cái anh thanh niên khác ở dưới bến tàu. Thì cha của anh này tên là ông Bảy, ông có chèo đò đến, ông lớn tiếng ông chửi mắng á. Thì anh Minh ảnh giận quá, ảnh đứng dậy ảnh đạp đổ mâm ngay cái chỗ mà ảnh ngồi nhậu nha. Nói chung là hai cha con chửi lộn nhau dữ lắm kìa, thậm chí là ảnh còn đạp luôn cả những cái bát nhang á các bạn, người ta cắm ngay tại bến tàu, rồi ảnh đứng dậy ảnh bỏ đi. Mọi chuyện á, không ai suy xét gì sâu xa đâu, nhưng đến tối cùng ngày, không biết làm sao mà anh Minh này anh bị ngã và anh chết đuối ngay tại khu vực bến tàu. Khỏi phải nói rồi, mẹ của anh hay tin thì ngất xỉu luôn. Cha của anh nha, cùng với nhiều người tổ chức tìm kiếm và hơn 3 ngày cũng không tìm được xác. Và mãi về sau thì có người mới nhắc là thôi bây giờ thắp nhang ở bến tàu đi, khấn vái xong đi. Và cùng ngày hôm đó các bạn, thì mọi người mới tìm được xác của anh Minh này ngay dưới cái nhà sàn của anh luôn. Và ở dưới miền Tây thì các bạn biết là người ta hay xây dựng những cái nhà sàn ở cặp mép sông á. Rõ ràng lúc đầu tìm quá trời tìm không thấy, nhưng bây giờ cái xác chết nằm ở dưới căn nhà sàn của anh. Và mẹ của anh Minh sau cái biến cố đó chịu không có nổi đâu, bệnh liệt giường luôn. Và cha anh ngày nào cũng thả nổi trên xuồng mà nhậu say bét nhà. Và đúng 49 ngày của anh Minh nha, ảnh về các bạn, ảnh báo mộng cho mẹ anh á, ảnh kêu á, mẹ ơi, con bị cô gái ngay chỗ bến tàu kéo theo đó mẹ. Nói đúng có một câu đó, và ảnh biến mất. Cái nhân dạng của anh Minh nó nhìn tội lắm kìa, cho nên là cô này cổ đau lòng kinh khủng luôn. Sáng dậy, mẹ của anh Minh có kể lại cho ông Bảy là cha của anh nghe, thì cha anh vô cùng tức giận luôn, và sẵn đang có men trong người á, ông chạy cái ghe máy tới ngay chỗ bến tàu và chửi bới ầm trời, kêu á là mày giỏi á thì mày kéo tao theo này, con tao nó làm cái gì mày mà mày bắt nó. Khuya ngày hôm sau, 4 giờ sáng các bạn, những cái người ở xung quanh khu vực đó họ kéo xác ông Bảy về, do họ phát hiện là ông gặp tai nạn va chạm với tàu cao tốc. Và lúc kéo cái thi thể của ông Bảy lên á, cả người ông co cứng trong một cái tư thế rất là kỳ lạ. Hai tay của ông chắp trước ngực, gối co lên, giống như là ông đang quỳ lại ai đó, chứng tỏ trước khi chết ông nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ là kinh khủng luôn. Chưa dừng lại đâu nha, trẻ con dưới quê, đặc biệt miền Tây, sông nước rất là thích tắm luôn. Nhưng mà khúc sông tắm thích nhất á, thì nó lại thuộc về bên phía bờ của nhà em Thư này nè. Vì do nó trống, nó ít xuồng, ghe qua lại, và nước thì nó cũng trong hơn. Còn phía bên kia sông, khu vực bến tàu á, thì nước nó sâu, xuồng ghe qua lại không ngớt. Nên là ai muốn tắm xong thì sẽ đi đò ngang từ bên kia qua bên này. Còn nhiều người mà họ bơi giỏi á, họ tự bơi qua luôn ha. Em Thư nhớ lại bữa đó là em được trống 2 tiết cuối, tầm 3 giờ thôi là tụi em được tan học rồi, rủ nhau đi tắm xong. Và em mặc dù rất là thích, nhưng mà đang mặc áo trắng, không có tiện á các bạn. Tụi con trai thì chỉ cần là cởi áo rồi nhảy xuống thôi. Thì em có đi đò ngang về nhà, dự là thay đồ xong rồi ra nhập bọn như mọi khi. Nhưng mà giờ không biết gọi là may mắn hay xui rủi nữa các bạn. Lý do là cái bữa ngày hôm đó, em không tham gia cùng với bạn mình tắm xong ngay lập tức. Bởi vì khi mà em vừa về tới nhà, mẹ của em có việc giao cho em ha. Em làm xong tầm khoảng 30 phút nữa, em chưa kịp ra ngoài bờ sông nữa, thì em nghe thấy có cái tiếng ồn rồi. Nghe tiếng mọi người hô hoáng á, trời ơi, có người chết đuối. Lúc mà em chạy ra tới nơi, em nhìn cái cảnh tượng nhốn nháo và nghe người ta kể lại đó, em biết là mình vừa mất đi một người bạn học cùng lớp. Sau này, em nghe những người mà tắm xong chung ngày hôm đó kể lại với nhau đó. Người bạn này là con trai, tên là Đức ha, là người bơi giỏi nhất luôn. Người của Đức á, thì nhỏ nhắn, da đen nhỏm mà, nhưng mà bơi cực kỳ giỏi. Rất là nhiều lần Đức tự bơi qua sông đều không hề hấn gì. Nhưng mà hôm đó,
Đức bơi ngửa, thả trôi theo dòng nước để chốc nữa là bơi ngược dòng á. Và đây là một cách mà Đức cho rằng rất là kích thích, làm nhiều lần rồi các bạn, chứ không phải một lần đầu đâu. Giống như kiểu là bơi ngược dòng thì mình sẽ rèn luyện được cái sức khỏe của mình á. Nhưng mà khu vực bến tàu nước nó chảy mạnh lắm các bạn, thêm có nhiều sự việc xảy ra nên là mọi người cũng rất là ngại đến đó. Chỉ có một mình người tên Đức này là dám thả trôi thôi. Và xong tự nhiên, không biết làm sao nữa, mọi người kêu lại là Đức trôi vào cái vòng xoáy của nước. Thấy á, là bạn của mình bị bỡm không thoát được khỏi cái vòng xoáy, nên là cả hội hốt hoảng truy hô kêu cứu. Và gần đó cũng có mấy anh ảnh chạy đò dọc đò ngang đến để mà tiếp tay. Nhưng mà rất là nhanh thôi, người tên Đức kia mất hút khỏi mặt nước luôn. Và có nhiều người đàn ông thanh niên nha, lặn rất là giỏi, nhảy xuống cũng cứu, nhưng bất lực các bạn. Khỏi phải nói, câu chuyện rất là chấn động rồi. Mọi người ai nấy là khóc thét lên luôn. Bạn bè thì mất nhau, gia đình thì cha mẹ mất con. Và cũng cố gắng nỗ lực để mà tìm xác của người tên Đức này lắm. Nhưng cuối cùng các bạn biết tìm thấy xác ở đâu không? Ngay chính tại bến tàu, đúng ngay cái chỗ mà cái người tên An á bị bạn thân của mình đẩy xuống chết á. Lý do vì sao mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên, họ không lý giải được nha, vì điều này nó đi ngược lại hoàn toàn với quy luật nước lớn, nước ròng ở đây. Đặc biệt là khi đuối nước, xác thường nó đầy những cái vết trầy xước, nó sẽ không có toàn vẹn đâu, giống kiểu nó bị trương lên rồi nó nứt ra này kia đó. Tuy nhiên, cái lúc vớt được xác của người tên Đức này, nhìn nó không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào là Đức đã trôi ở trên sông hết trơn. Và trong cái nhóm bạn ngày hôm đó, có một người tên là Linh, nằm mơ thấy Đức về, báo mộng á, khuyên là: Linh ơi, mày đừng có đi lại bến tàu lần nào nữa nha. Thì Linh có hỏi là: ủa tại sao vậy Đức? Lúc đó ở trong giấc mơ biết là bạn mình mất rồi, nhưng mà Linh không sợ đâu, Linh vẫn hỏi lại như bình thường vậy đó. Thì khi mà nhận được câu trả lời của Đức, Linh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao luôn. Lý do Đức kêu: bởi vì cái chị ở bến tàu rất là thích mày đó Linh. Trời đất ơi, nghe xong á nổi hết cả da gà da vịt luôn các bạn. Chưa dừng lại đâu, em Thư này có một người em nữa tên là Phong. Người này là em con ông chú bác gì đó, và cũng hay đi chơi về khuya lắm. Có một bữa đó Phong đi uống rượu về không biết uống rượu hay uống gì nữa, thì đi về trễ, có ghé lại ngay chỗ bến tàu để mà tè bậy ha. Những cái người đi chung với Phong thì cũng cản Phong lại rồi, nói là bây giờ có đái á thì mày không được đái đây đâu, mày đái chỗ khác đi. Nhưng mà Phong nó phớt lờ lắm các bạn, còn kêu là bạn bè trêu chọc tao, không biết tao hù ma hay tao gì, sao tao bị nhát dữ vậy. Nhưng tối ngày hôm đó, khi Phong vừa về tới nhà, mới mở cửa thôi là mẹ cầm cây roi chờ sẵn rồi, đánh một cú trời giáng luôn. Kêu á là: mày vừa đi đâu về, mày hết chỗ đi đái hay gì rồi mà mày ra đó hả? Cha mày mới nhắc tao nè. Chuyện về cha của Phong, theo vai của em Thư gọi là chú Sáu ha, cũng vừa mới mất cách đó không lâu thôi. Và chú mất cũng là do chuyện tâm linh nha. Chú thím á thì đi du lịch ở Đà Lạt, và tánh chú này thì cũng hay thích giỡn lắm các bạn. Chú đến ngay chỗ đồi thông hai mộ đó, đứng chụp hình xong rồi chú tè bậy gần đó luôn. Và thím Sáu kể lại là cả ngày đi chơi khỏe mạnh bình thường, xong tối về khách sạn thì chú sốt, bắt đầu là chú nói mớ, và chú chết ngay trong khách sạn các bạn. Và đêm mà Phong á đi tè ngay chỗ bến tàu, thím đang ngủ bình thường vậy đó, thì chú về, chú đứng ngay trên đầu giường, chú kêu á: bà từ ngày mai bà phải bắt thằng Phong ở nhà, không có đi đâu qua sông. Sau đó bà phải mua đồ ra bà cúng bà xin, không là người ta kéo thằng Phong theo đó. Cho nên mới xảy ra câu chuyện vì sao mà mẹ của Phong biết là Phong vừa mới tè bậy ở ngoài bến sông. Trời ơi, về nhà đánh quá trời đánh luôn. Và bản thân Phong thì cũng bất ngờ tại vì sao mà mẹ mình lại biết như vậy. Nhưng mà suy đi nghĩ lại đó thì Phong cũng không có sợ đâu, nên qua ngày hôm sau vẫn lén đi chơi bình thường. Và thời điểm này, ở quê của em Thư có thêm một cái chiếc phà nhỏ để mà chở được nhiều người hơn và chở được cả xe hai bánh. Thì Phong mới đi phà qua sông chơi. Vị trí lúc đó đứng của Phong á, là ngay cái mũi phà, vừa đứng vừa bấm điện thoại nè. Phà mới cập bến cái thôi. Theo quán tính các bạn, giống như là cái lực đẩy như mình đang chạy xe nhanh mà mình thắng gấp lại đó, thì theo cái lực quán tính, Phong cắm đầu ngã thẳng xuống sông. Và dù đã đến bờ rồi, nước cũng không có sâu đâu, nhưng mà mọi người từ ở trên phà thấy là sao mà bọt ở dưới cái chỗ mà hàng cung này nó vừa té đó, nó cứ tung tóe, nó trắng xóa à.
và người thì mãi không thấy nổi lên. Và ở trên bờ bên này, người ta rọi đèn pin, rọi đèn xe máy xuống để mà coi là nó có lên bờ được hay không. Lúc đó là buổi đêm nha các bạn. Và một lúc sau á, mọi người thấy là Phong nó bò vào trong bờ, mặt mày của nó tái xanh. Không biết nó run vì lạnh hay là vì nó sợ hãi một cái điều gì đó, mà người ta hỏi nó không nói nha. Mặt rất là hoang mang, ngồi yên một chỗ, ai hỏi gì cũng im, không trả lời là không trả lời. Và sáng ngày hôm sau á, do người trong nhà qua thăm mà, trên cái bàn chân của ông Phong này nè, nó có một cái dấu tay rất là lớn luôn, nó in tím rõ mồn một các bạn. Chắc là sự hoang mang vẫn còn, cho nên là ai hỏi gì cũng chưa nói được đâu. Và bẵng đi thời gian sau, Thiền Phong nó mới kể lại câu chuyện nó té xuống sông chưa đầy 10 phút thôi, nhưng nó ám ảnh tới nỗi sau này thay đổi tính nết, không còn đi chơi khuya liêu lỏng nè, nói năng không biết trời biết đất gì nữa. Phong kêu á, lúc nó té xuống nước, mọi thứ xung quanh đen mù đen mịt hết trơn, không xác định được phương hướng, chỉ cố gắng trồi lên trên thôi. Thì tự nhiên cái chân của Phong rất là đau, không có đạp được các bạn, ngợp nước, sợ hãi, giữa bóng tối không biết xung quanh là cái gì. Thì Phong cảm giác á, là có một cái bàn tay nắm chặt lấy một bên chân của mình, và chân còn lại á, nó có cái gì đó các bạn, nó có quấn từng vòng quấn rất là chặt luôn. Lúc đầu Phong nghĩ là chắc là rong rêu bủa vây thôi, nhưng không phải đâu, rong rêu nào mà như vậy được. Phong cảm nhận chắc chắn đây là một mái tóc của phụ nữ, mà mái tóc rất là dài nha. Khỏi phải nói rồi, trong lúc đó tưởng chết không có các bạn, và lúc sắp hết chịu nổi, tự nhiên cơ thể nó nhẹ lắm, có một lực đẩy từ bên dưới đẩy lên, giống như kiểu là cố gắng để mà giúp đỡ cho Phong trồi lên trên cái mặt nước, cho em hít thở ha. Và cái bàn tay ở trên cái chân á, nó cũng được gỡ ra, và mái tóc nó cũng dần dà là nó tháo hẳn hoàn toàn ra luôn. Lúc em ngoi lên được khỏi mặt nước, em thấy ánh sáng đèn pha nó rọi xuống và em tự bơi về bờ được. Và qua cơn thập tự nhất sinh đó, Phong thay đổi hoàn toàn tính nết, giống như là một con người khác. Và sau sự kiện này, gia đình của em Thư á, thì cũng dọn lên trên Sài Gòn để sinh sống. Lâu lâu về thì em cũng có đi ngang ở bến tàu, và em cũng nghe chuyện này chuyện kia. Và em có tâm sự, em nghĩ rằng á, nếu ai là người dân ở Cà Mau, ít nhiều cũng sẽ nghe đến câu chuyện trên em kể. Và em cũng rất tiếc cho nơi gắn liền với tuổi thơ của em. Bây giờ nó trở nên hoang tàn đổ nát, không được phục dựng lại. Và dù là theo quy luật tự nhiên, đào thải khi không còn phù hợp với bối cảnh nữa, nhưng mà cứ để không một nơi như thế, không cải tạo thành nơi phù hợp hơn, thì ắt là nó có rất là nhiều lý do của nó. Đặc biệt, đây lại là nơi từng liên quan tới tâm linh rất là kinh khủng như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn hai em là em Lan Chi cũng như là em Thư đã gửi về cho anh hai sự kiện rất là hay, hai câu chuyện lớn rất là rùng rợn ngày hôm nay, để anh Nguyễn có cơ hội gửi đến cho quý vị khán thính giả. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và như thường lệ, nếu mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra tập mới, mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và Nguyễn cũng rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè của quý vị các thính giả thông qua địa chỉ email nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin, đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.